trong cuộc sống của mình. Nên Ngọc nghĩ là người lớn khi mà tiếp cận tới việc chơi đàn thì thực ra là có một cái chiều sâu nhất định và có một cái sự độc lập. Và đó cũng là một cái điểm mạnh của người lớn khi mà học đàn. Định tự học mà nghe nói già rồi không học được. Dạ không, em không nói là già rồi không học được. Nhưng mà người mà lớn tuổi mà muốn tự học piano thì mình có một cái lợi thế hơn. Đó là thứ nhất là mình đã có kinh tế để mà mình lo cho chuyện học. Thứ hai á, là mình có một cái khả năng độc lập cao hơn là trẻ em. À, ví dụ như khi mà mình còn nhỏ mình đi học thì một tuần mình phải đến gặp thầy 3 lần, 3, 3 buổi một tuần thì mình mới chịu tập đàn. Trẻ em đa số là như vậy. Còn người lớn mình được một cái đó là mình có cái tinh thần trách nhiệm hơn và có cái sự chủ động và độc lập hơn. Do đó, đó là một cái đặc điểm mà Ngọc thấy là rất là điểm mạnh của người lớn khi mà tự học. Và mình khi mà mình đến độ tuổi lớn rồi thì chắc chắn là trong cuộc đời mình cũng đã từng tự học rất là nhiều thứ chứ không phải là chỉ riêng piano. Mình có thể tự học những công trong những cái kỹ năng trong công việc của mình nè. Mình học từ trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Nên Ngọc nghĩ là người lớn khi mà tiếp cận tới việc chơi đàn thì thực ra là có một cái chiều sâu nhất định và có một cái sự độc lập. Và đó cũng là một cái điểm mạnh của người lớn khi mà học đàn. Cái điểm yếu của người lớn khi mà học đàn đó là bận rộn và dễ bị phân tán. Bận rộn, thân tán giữa gia đình, con cái, công việc thì nó dễ làm cho mình bị sao nhãng hoặc là mình lâu lâu mình bị mất đi cái động lực là bởi vì những cái công việc khác trong cuộc sống hàng ngày nó chiếm đi cái thời gian của mình. Và nếu như mà mình không ngồi chơi đàn trong một khoảng thời gian dài thì khi mà mình quay lại thì tay của mình sẽ cứng hơn. Trừ những người mà đã chơi đàn thành thạo từ ví dụ như trên 5 năm thì họ có thể bỏ đàn một thời gian, họ quay lại thì cái việc mà họ lấy lại phong độ nó cũng sẽ nhanh hơn. Còn người mới bắt đầu dưới 2 năm, dưới 3 năm thì Ngọc nghĩ là cái việc mà mình tạo một cái thói quen, không nếu mình không làm được hàng tuần thì mình cũng có thể làm, không làm được hàng ngày thì mình cũng ít nhất cũng làm được hàng tuần là ngồi vào đàn chơi một cái bài hát. Nên thấy thầy anh bắt học thêm một ít cổ điển để kỹ thuật ngón cho vững. Anh đang tập lại cơ bản nên thấy tiến bộ một chút, đọng nốt kinh khủng. Thầy tốt. Thật ra là em không còn thích đọc bản nhạc và thị tấu nhiều nữa. Mà cái cách phương pháp học của Ngọc bây giờ thì Ngọc đang học theo kiểu là nghe nhiều hơn. Thì Ngọc nghe rất là nhiều cái thể loại nhạc. Nếu mà Ngọc thích một thể loại nhạc nào đó và Ngọc muốn tự học thể loại đó thì Ngọc sẽ nghe nhạc cái thể loại nhạc đó rất là nhiều. Và mình nghe cái phần nhạc nền á, phần đệm piano hoặc là những cái phần những nghệ sĩ mà họ chơi piano theo phong cách đó thì mình sẽ nghe cái cách phong cách của họ khi chơi, sẽ dùng những kỹ thuật gì. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ học về những cái hòa âm trong cái dòng nhạc đó nó như thế nào. Và tiếp theo nữa là mình có thể là sẽ học thêm những cái scale, ví dụ như blues scale, có nghĩa là nhạc blues nó sẽ có một cái scale khác so với nhạc pop chẳng hạn. Đó, thì có một lúc trước Ngọc có coi trên YouTube những nghệ sĩ phương Tây họ có dạy về nhạc jazz, blues thì là họ có một cái vòng tròn gì đó mà dành cho nhiều cái scale khác nhau của cái gì mà tên rất là lạ kỳ. Trời ơi, đọc mà không nhớ nổi luôn bởi vì tiếng Anh á. Đó, cho nên là thật ra trước tiên em nghĩ là theo cách học của Ngọc từ nhỏ tới bây giờ tự học thì Ngọc sẽ nghe, Ngọc học bằng cách nghe và cái phần bản nhạc nó chỉ là một phần bổ trợ nho nhỏ cho Ngọc thôi. Ngọc có thể coi những cái bản nhạc chơi cái dòng nhạc đó và mình xem cái tiết tấu của người ta như thế nào, cách hòa âm như thế nào, chứ thật ra mình không có cố gắng đánh giống y chang được giống như vậy, mà Ngọc sẽ học hỏi cái cách của người ta, tìm ra một cái công thức mà người ta sử dụng. Thì đó là cách tự học của Ngọc. Bé trai 8 tuổi học được chưa? Ngọc có dạy cho bé không? Dạ Ngọc thì hiện tại đa số học viên của Ngọc là người lớn, người trưởng thành. Còn trẻ em thì vẫn có nhưng mà Ngọc không có chương trình nào cụ thể dành cho trẻ em và vẫn chưa soạn ra một cái chương trình cụ thể dành cho trẻ em vì cái hiện tại là cái chương trình của Ngọc hướng tới cho người lớn chơi giải trí. Nhưng mà sắp tới thì có thể mình sẽ ra những cái chương trình giải trí cho trẻ em, những người trẻ em mà gia đình không có định hướng là chơi nhạc chuyên nghiệp. Bởi vì nếu mà học nhạc chuyên nghiệp á, thì mình có thể học theo trường lớp hoặc những thầy cô dạy theo phong cách bài bản chuyên nghiệp hoặc là phong cách để mà vào thi vào nhạc viện hay gì đó nếu mình muốn theo con đường chuyên nghiệp. Còn nếu mà theo con đường giải trí hoặc là gì đó thì có thể theo Ngọc, ok.
8 tuổi thì em nghĩ là học được rồi. Anh có thể cho bé đi học ở những trung tâm gần nhà cũng được, cho bé tiếp xúc với âm nhạc trước vài năm. 8 tuổi biết đọc chữ rồi, thì ở trên trường cũng có cái môn học nhạc á, thì chắc là bé cũng học nhạc ở trên trường, học âm nhạc, học nhạc lý, học đọc nốt. Cho nên là tuổi 8 tuổi trở lên thì Ngọc thấy phù hợp để mà đi học nhạc.